đi suy nghĩ cái kế hoạch rồi mà gọi là lắm nước đó. Bữa bà nhớ tôi, bà nhớ bữa qua nhà qua chung cư tôi lấy cái Ờ trời ơi, lần đó. đầu mà lần đầu Mới anh em mới gặp nhau, mới lần đầu tiên gặp nhau mà cầm hộp quạt mà đốt. thử. Cả đó phải khoe chứ, bây giờ mình khoe cái đùi lên không sợ nó sập like chứ, mà cái thẹo thâm đen. Trời ơi anh phát thật ghê chứ. Ủa mà anh chuẩn bị ra bài chưa? Tao nghe là chuẩn bị quay MV mà mấy chục triệu đó. Trời. Hôm bữa hai anh em đi chiếc mô tô tôi đó, hai anh em đi giờ chứ đi chung mà anh tâm sự dữ lắm. Anh nói anh chuẩn bị ra MV là đầu tư là mấy chục triệu đó. Ủa Dạ, toàn một là tự viết nghe, đào phít với một rapper giấu tên mà nghe giọng là cũng quen lắm. ok Là anh hai luôn, làm âm thầm vừa cho tôi coi cái gì gỗ bu sồ, cho coi cái gì đó gì to gì bo rồi đó, nhỏ lớn gì tôi có có biết. to có story bo luôn. Đúng rồi, nhỏ lớn gì tôi có biết to gì bo là gì đâu. Ủa làm gì mà tụi mình biết cái story bo đó. Mình làm gì có tiền mà đầu tư MV mà có được cái to gì bo. Anh có cái to gì bo ha, cảnh này cảnh kia đồ, nữ chính này nữ chính kia đồ, mướn người đó ekip được có 300 400 người. Trời ơi, nghĩa là tỷ, vô tiền tỷ chứ sao mà chục triệu được bạn. Tôi là nghe đâu, tôi nghe nói là đầu tư lắm, tiền túi đó bạn, tiền túi đó, nó giàu to lắm, Tiền túi mà. tiền túi luôn, làm tiền túi luôn là không có Tiền túi cái mà gì làm hết. cỡ đó. Đúng rồi, Trời ơi. quay MV là từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng. Trời ơi, quay MV mà như đi xe lửa vậy. Nói là không đi giờ mà ông nói là mình khó lắm đi lựa quán bar, khó lắm. Mà quán bar Sài Gòn trời ơi nó xinh đẹp cỡ nào bạn biết không? Quán bar Sài Gòn mà bạn đi chỗ Đúng nào rồi, là nó xinh đẹp đúng không? Mà ừ. lựa mà bởi vì ta có tiền, người có tiền ta lựa, ta chảnh lên. Bạn Không có tiền mà ta lựa là mà kiểu như là mấy cái mà sòn sòn người ta đâu có chịu. Rồi là kia ta phải đòi thiết kế đồ đó là không ưng, là nói là đi giờ tới giờ và 2 3 tháng lựa quán bar chưa được. Trời ơi, cái Sài Gòn ơi. biết nhiêu cái quán bar mà lựa chưa được, còn tưởng tượng đi. Là chỉ lựa quán bar thôi mà là cỡ đó. Lựa cái quán bar thôi, mỗi chính thì bạn tưởng tượng như ai mà chịu nổi. Để rồi mở Ôi. cũng phải mở một buổi casting riêng đó. Khá tình luôn. Bữa bữa thấy đăng lên Facebook hình như là tìm bạn nữ chính gì đó, là phải khuôn mặt tỷ lệ giống như vậy luôn, không có cho anh, không có cho luôn. Bạn nhớ bữa mà cái nữ chính không đó, ghê lắm ghê lắm. Thì đó là MV gì à, nghe đâu là bài nhạc này là tự viết. Trời ơi, biết tự luôn bài luôn nhạc luôn hả? bài nhạc tự viết luôn. Tôi nói bạn thấy chưa, anh thấy mình anh im thời gian qua vắng bóng đâu phải là không có nhạc, luyện tập bạn ơi, luyện tập. Mà mình bị tép lặng tép lội, mình có gì mình nói anh em chứ, mà ổng làm là ổng đi ghé chứ. Ổng là gọi là im im đù 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 rồi xong sau đó lên nhờ anh em mình. Hôm bữa nhờ tôi cái gì vô đóng giùm vai đứng đàn coi. Trời ơi bạn ơi, thấy chưa, cái tôi hỏi mà không có tốt với anh em tiền mướn là ngày đầu tiền đầu tư cho satellite không là mười mấy triệu, mà cái chỗ đồ tôi mặc là gì, cái ảnh nói để hỏi người ta rồi tự mua đi. Trời ơi ủa kỳ kỳ vậy. anh em nhờ đi đi đóng nhờ đi đóng MV mà kêu đồ và phải phải tự chuẩn bị, nó là phải ra đó đúng giờ rồi này kia. Tôi hỏi tôi có được make up không, nói em make up trước đi rồi tới quay. Không không, không make up cho tôi luôn, là kêu anh em tới là kiểu kêu mà giả giống như là cameo gì đó, là kêu cho có rồi phải tự chuẩn bị, không có được nằm bạc. Trời ơi, thế thật Nói chứ. vậy là bạn là kiểu bạn đang trong quá trình là điều trị rồi giờ chưa kêu đó, chứ là thế rồi muốn kêu hết rồi, thấy ai mà có mối quan hệ là kêu hết, nó kêu Trời tới ơi. rồi bắt đầu cho hắt hủi gì đó. Mà ổng thời gian này mà ổng kêu tôi nữa mà tôi cũng không nhận, cũng kỳ mà nhận gì biết sao, dây vợ chuyện nước biển, không lẽ chuyện nước biển nè kìa. Đang truyền tay quay nhiều khi là ổng ấy mà đỡ mà ổng đưa bạn vô thế và nhắn tin bạn, các bạn từ chối cái biết nói đó anh em nó vậy vậy đó, đưa bạn vô thế cái nữa là nói là bạn là không có tốt bụng đó. Thấy cái mồi này là ghê lắm, chuẩn bị là lắng lướt anh em mình rồi trà đạp anh em mình thúc đó. Trà đạp anh em mình luôn hả? Nó là đem tên tuổi anh em mình ra là nói này nói kia đó, là kiểu nói thằng này tính tình là xấu xa xấu xí, là anh em mà nhờ giả mà không có giúp đỡ đó đó. Đấy vậy mà cũng thâm độc ghê ha, tính tính lùn lum hết trơn. Thấy cặp mắt không, thấy cặp mắt không đen thùi lùi, thức đêm suy nghĩ đó, thức đêm suy nghĩ cái kế hoạch rồi mà gọi là lắng lướt đó. Ê mà dạo này còn đi với Nam Lê đúng không vậy? Tôi không biết nha, cái đó tôi hơi hôm bữa tôi đi qua tôi đi đám cưới rồi này kia có đi chung với Nam Lê đó. Là Nam Lê này cũng im anh em rồi, là im quay đồ phim đồ này kia nhau, là chắc kế hoạch gì cũng dữ lắm rồi. Bài này mà cái bài mà cơm bách mà đầu tư như đó thì bạn tưởng tượng những bài sau nó cỡ nào nữa. Mà cái bài đầu tư mà cỡ đó mà flop về sau. Tết mẹ. Ủa, mình cũng phải biết đi bạn, mình biết không phải gì nhưng mà phải mình lo cho anh em á. Thì đúng rồi, là mình phải lo chứ, nhưng mà bây giờ là mình chỉ sợ là nhưng mà bạn thử nghĩ rồi MV mà đầu tư vậy thì cái tiền truyền thông có nào à, quên nữa bạn nhớ không, hôm bữa chụp hình đăng lên mới vừa mở công ty đó. Trời ơi ở lòng nhớ gì cái câu gì không, ít tôi ít công ty ít tôi ít, anh em mình đang còn ngồi ở nhà lên live vậy mà người ta mở công ty rồi đó. Rồi đã mở công ty rồi, trời trời mở công ty nữa. Cái đội ngũ truyền thông của ta cỡ nào không, mà có tuyển tay làm không, kêu hai mình về cũng được. À, hai mình là cửa sau rồi bạn ơi, kêu là thôi thôi hai em nào cứ nộp VC đó đi, chừng nào anh rảnh anh coi đó, là mình bây giờ mà mình nộp vô là chỉ có gì thôi đó. Trời ơi, anh em mà vậy mở công ty không cho anh em về làm thì mở gì trời, không hỏi hàng gì tới giờ mà em dạo này em sao gì không, im lù lù im im mở công ty luôn vậy. Ôi ghê thiệt chứ, bây giờ mà anh em mình cỡ anh em mình mà nộp đơn vô cái là bỏ gấp tủ luôn, không quan tâm gì tới rồi. Các nói tụi mình là già rồi kia, qua thời bây giờ là rồi. Nhưng mà mê mê thấy là mê mê giọng hiếm nha, mê giọng hiếm nha, là tôi gặp giọng hiếm là út ơi út ơi út à út ơi út ơi út à
Trời ơi, là mê trai trẻ hả? Nếu tài năng nè, đẹp trai rồi kia, anh em mình ở lại Sakli. Anh em mình ở lại rồi. Đó, ê, anh em mình ở lại đâu đó. Cái bữa show, show của mày với Hiếu á. Mày kêu Hiếu mặc đồ bình thường á. Thấy hai anh em đó không? Thấy hai anh em đó cùng cô nhau. Anh em mình là mặc đồ là kiểu ngang cái quần jean cáo thùng là anh em mình lên diễn. Thấy hai anh em đó không? Vét đồ sơ viên đồ, lại ngủ. Ủa, ở thử. Mỗi tưởng mày trợ lý bổng luôn á. Bở, ekip là đi là hung hậu. Một người đi đâu một chiếc 16 chỗ đó. Đâu chiếc không đó. Ồ, nhập môi đồ này kia là tùm lum. Thì mà đúng là anh hai với thằng Út ở nhà đó là đúng hợp nhau thiệt ha. Anh em là đều có nói chung là mơ mà mê nhau lắm, là kiểu ngồi sát sát nhau đồ nói chuyện đồ là nhập tôi thấy đó tôi mặc bộ đồ. Nè, bữa đó tôi mặc áo này chứ đâu. Nè. Ừ. Nè, bữa đó tôi mặc áo luôn này nè. Mặc áo này luôn. Mặc áo này với cái quần jean. Hai anh em là mặc áo vest sơ mi đồ đóng thùng. Trời mà ý là mỗi lần Đạt nó làm show á, nó sợ anh em phải chuẩn bị đồ mọi người cho nên là nó kêu bảo mặc đồ bình thường đẹp đẹp đi chơi là được rồi. Mà hai anh em nó mặc đồ nó như là đi event. Ừ. Tưởng được hợp bác mà để mấy cái bữa mình đi tập đi hơi sầu trước đó. Đúng rồi. Là cũng mặc chạy luôn. Ừ, đi hơi sầu sao mà quýnh bộ đồ đâu 30-40 triệu một bộ một cái áo. Ôi, mà biết đi là có bữa trời mưa mà cũng không mang dép là không mang giày. Đúng rồi, phải mang giày vô. Lúc nào cũng mang giày hết. Ôi mà đúng là mình nên học hỏi cái chuyện đó bạn ơi, mình nên chỉnh chu á. Mình phải chỉnh chu không bạn ơi, mà kiểu như là người ta kiểu là người ta có cái tướng đẹp rồi. Tôi giờ mà mặc vô đồ nó không vừa mà mai thì tiền đâu mai bạn. Thế là đồ đó mình mấy anh em đó là kiểu ta đi hát hò liên tục, ngày nào cũng có show. Còn đó tôi ngồi nhà livestream gì không? Đó, bạn cái này đúng hai mình giống nhau, ra nhạc thì đó, đường nhà lâu lâu nhờ khán giả thương cái nó wiggle lên.